mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện số 129 để nghe một câu chuyện của một chị là tên là Ni ở Đồng Nai gửi về. Thì cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện á, cách đây đã 12 năm trước. Thì lúc đó là ba chị còn đi làm, ông làm bảo vệ cho một bệnh viện huyện ở gần nhà. Mẹ thì nhà nuôi gà, lo việc nội trợ này kia, rồi có bán thêm một cái sạp trái cây bán lai rai ở trước lộ á. Còn chị là thợ may, mới ra nghề thôi. Chị có bán vải rồi nhận may đồ cho khách, chứ bán những cái đồ mà làm từ vải dụng như là áo gối nè, rồi bợ nhắc nồi, thảm chùi chân rồi đó. Nói chung là kinh tế gia đình rồi cuộc sống cũng đang rất là ổn định, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới cái khoảng thời gian đó thì không hiểu sao là nhà chị cứ liên tục gặp chuyện này chuyện kia. Rồi mới đầu khởi đầu là cái chuyện mà ba để xe trước cửa mà không rút chìa khóa, cho bị người ta lấy mất xe. Mà thời đó thì cũng đâu có gắn camera gì đâu, cũng đâu có biết ai lấy. Nhà thì nằm ngay cặp đường lộ mà, người ta qua lại cũng đông. Rồi mua xe mới thì xong mà cũng mém mất mấy lần. Chị nói là cái đó là chỉ là một cái sẵn chị kể ra một cái câu chuyện khởi nguồn thôi, chứ cái xui trong cái giai đoạn đó nó từ chuyện này tới chuyện kia rất là nhiều luôn. Nhằm khi mẹ đang ngồi bán trái cây á, cái xe bên ngoài nó chạy lạc tay lái hay sao, cái là nó tông nát cái sạp trái cây luôn. Rồi hên là không có tông trúng mẹ đó. Rồi chị may đồ cho khách, khách lấy gấp, mà đúng lúc đó cái dàn may nó bị hư tới hư lui, đủ thứ chuyện hết. Trong khi hồi nào giờ trong nhà làm ăn rất suôn sẻ, không có bị vậy đâu. Kỳ đó mẹ bị bệnh viêm xoang mũi, thì xoang nằm trong mũi á, với hốc mắt nữa, cứ hành mẹ đau nhức quá trời. Mẹ cử ăn đủ thứ hết, cử mắm, cử tôm, cua, hải sản, rồi đặc biệt là không bao giờ ăn thịt gà, chỉ có ăn cá với thịt heo thôi. Thì mỗi một tuần như vậy á, là ba đi làm rồi chở mẹ đến bệnh viện chỗ ba làm để mà khám với lấy thuốc. Thì cái đợt đó là buổi sáng, mới đi ra một khúc thôi, thì có một chiếc xe chạy không biết chạy sao mà nhanh dữ lắm, tông vô xe ba. Đó, ba với mẹ mới té xuống ngay cái phía lề đường bên kia luôn. Thì té xuống thì ba bị rách quần, bể đầu gối, trầy trụa nhiều chỗ. Nhưng mà ba còn tỉnh táo, chứ mẹ thì ngất xỉu rồi. Rồi người dân xung quanh bắt đầu mới điện về nhà cho chị hay, cho họ còn điện xe cấp cứu nữa, đưa mẹ lên thẳng bệnh viện tỉnh luôn. Thì cái lúc đó hên sao chị, lúc mà xe cấp cứu tới chị cũng tới kịp, cho nên có đi theo ba mẹ luôn. Lên tới bệnh viện tỉnh thì bác sĩ trên đó nói mẹ bị chấn thương một cái phần đầu, vì cái lúc té xuống mẹ nằm úp mặt bên phía bên tay trái xuống, nguyên một bên đó ta nói nó trầy trụa máu me không à. Nhưng mà cũng không có tới nỗi nguy hiểm tính mạng, cũng chưa chấn thương gọi là nặng đâu. Chỉ cần chờ mẹ tỉnh lại rồi truyền nước điều trị nội khoa, từ từ sẽ khỏi. Lúc đó cũng có truyền máu thêm cho mẹ nữa, vì mẹ yếu ốm lắm, thiếu máu thiếu chất nhiều. Thì qua bữa sau mẹ tỉnh lại. Bình thường thì mẹ sống theo kiểu là một người sống nội tâm, ít nói chuyện lắm, ai nói cái gì mẹ cũng chỉ cười cười thôi. Rồi khi tỉnh lại mẹ cũng ít nói như vậy đó. Ba hỏi thấy trong người sao rồi, mẹ nói mẹ than đau nhất thì nhức mắt, rồi mình mẩy thì ê ẩm hết à. Lúc đó ba với chị mới kể lại thì mẹ mới biết là mình bị tai nạn giao thông. Mẹ còn hỏi ba là anh có sao không. Cái chú đụng ba mẹ bị thương nhẹ thôi, cũng không có sao. Thì mấy bữa sau vợ chồng chú có tới để mà xin thường tiền thuốc men, nhưng mà cũng biết gia đình chú đó khó khăn quá, cho nên là ba chỉ lấy phần nửa số tiền chú đưa thôi. Cái nằm bệnh viện được 20 ngày thì sức khỏe của mẹ nó ổn hơn được phần nào rồi, được về nhà.
Nhưng mà khi về thì mẹ nói thì mẹ lại hay buồn ngủ lắm. Ừ, biết mẹ mới bị tai nạn, chắc là trong mình mệt mỏi, rồi ảnh hưởng từ cái phần đầu nữa, cho nên muốn ngủ. Cho nên là khi mà nhiều người tới thăm á, mẹ chỉ trả lời ít tiếng rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp, thì người ta thấy vậy người ta cũng thông cảm. Rồi tả sơ qua về cái nhà của chị một chút, là nhà nằm ngay cái đường lộ lớn luôn. Ở ngoài bước vô cửa, phía bên tay phải là một cái võng. Rồi tới cái giường mẹ nằm, kế đó là cái tủ quần áo, rồi kế bên có cái tủ tivi. Trong cái tủ tivi thì trưng chén dĩa ly đồ nó cắt ly kiểu rồi đó. Còn phía bên mé bên tay trái của cái cửa nhà nè, thì là bắt đầu vô là tới giàn mai của chị. Rồi mới tới một treo dải dài 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 dài, nó vô tới cửa buồng nhà sau luôn. Nhà chị chỉ có hai cái tủ đó thôi, chứ không có tủ thờ, tại vì không có thờ ai hết. Đó là kiểu như cái nhà họp bình thường á. Rồi thấy mẹ như vậy cho nên là ba cũng tranh thủ đi làm về sớm, cứ hết ca là chạy về liền. Hỏi mẹ là em có sao mà sao nằm ngủ hoài vậy? Mẹ nói tại tôi nhức đầu, sai sẩm, nằm nhắm mắt vậy nó thấy khỏe hơn. Rồi mẹ cũng ngồi về ăn cơm, cũng nói chuyện được bình thường. Có khác cái là nằm ngủ thôi. Rồi chỉ khi đi vệ sinh mẹ mới bước ra được khỏi giường. Cho tới khoảng nửa tháng sau đi tái khám thì bác sĩ nói là do cái tai nạn cộng với cái xoang cho nên nó ảnh hưởng tới thị giác, nó gây ra cái cảm giác buồn ngủ vậy đó, từ từ nó sẽ khỏi. Khám về qua bữa sau ba đi làm, chị ở nhà dưới nấu cơm, nấu xong mới bưng lên giường kêu mẹ ăn. Nhưng mà lúc đó thì không thấy mẹ đâu hết trơn á. Chị mới kêu kiếm, thì lúc đó mới nghe mẹ trả lời là tao ở đây nè. Nhìn lên một cái thì quỷ thần ơi hết hồn hết vía luôn. Biết ở đâu không? Là trèo lên trên cái đầu tủ quần áo ngồi xếp bằng ở trên á. Chị mới hỏi trời ơi mẹ trèo lên đó làm chi vậy? Cái tủ cao một hồi chóng mặt té chết bây giờ. Mẹ ngồi xếp bằng mà hai tay chắp lại, hỏi ê, mày thấy tao giống Quan Âm Bồ Tát không Ni? Tao là Quan Âm Bồ Tát nè Ni. Mày thấy tao sao mày không quỳ xuống mày? Vừa nói mà vừa cười ha hả, hai con mắt thì cứ liếc đảo qua đảo lại, chân mày nhướng lên nhìn thấy ghê lắm. Là lúc đó chị sợ quá rồi, không biết mẹ mình bị gì nữa. Chị lấy điện thoại kêu ba. Ba nói trên bệnh viện đang có cái vụ giật túi sách của bệnh nhân, ba giải quyết xong ba mới về được. Ở nhà chị không biết làm sao, năn nỉ mẹ leo xuống để ăn cơm nhưng mà không được. Bí quá chị mới chạy qua nhà hàng xóm kêu cô Thảo qua giúp. Cô này thì lớn tuổi hơn mẹ, bà cũng bán trái cây ở trước lộ y như mẹ vậy đó. Cô mới hỏi sao mày trèo lên đó được vậy Nhung, xuống đi Nhung. Mẹ nói Nhung nào, tao là Quan Âm Bồ Tát mà, mày quỳ xuống lại tao đi rồi tao xuống. Cái bắt đầu mẹ từ cái tủ quần áo đứng lên, bước qua bên tủ tivi, rồi kế bên cái tivi á, ngồi xuống kế bên cái tivi xếp bằng lại tiếp. Lúc đó cô Thảo với chị Ni nín thở luôn, sợ mẹ té. Rồi bây giờ lớp thì lại sợ rớt tivi rồi ngã bể đồ đạc tùm lum trên đó nữa. Hên sao cái chút xíu hên sao ba về tới, nhìn một cái là ba biết liền luôn. Bởi vì ba nói ba làm bảo vệ trong bệnh viện á, ba gặp nhiều, ba tin. Thì ba mới nói cô Thảo là cái này mà ma quỷ nhập rồi, chứ không phải mẹ con Ni đâu. Ba mới quay qua ba hỏi là mày là ma quỷ ở đâu mà nhập vô xác vợ tao, rồi xưng là Quan Âm Bồ Tát nữa. Trời Phật mà dám xưng bậy bạ là không có nên đâu. Bây giờ nói đi, cần cái gì mới chịu xuất ra? Đó, ba vừa nói xong mẹ mới ngồi trên đầu tủ mà cười ha hả lên nha. Nói cái thằng này khôn nè, biết tao là quỷ luôn hay quá vậy. Tao là con quỷ nữ ở trước nhà mày nè, hồi đó tao bị tai nạn chết, mà bây giờ tao đói quá, tao muốn ăn nhang, đốt nhang tao hửi tao đi liền nè. Với lại tao cũng khoái muốn lên bàn thờ ngồi kiểu vậy nè, mày thờ tao đi. Ba mới nói đốt nhang thì được, chứ thờ thì không. Tại vì mày đâu phải người thân thích gì của tao, sao tao phải đem mày lên bàn thờ nhà tao thờ được chứ. Cho bây giờ hửi nhang rồi đi,
Còn không là tao đi kêu thầy lại bắt mẹ. Cái mẹ ngồi im lặng một lát, kiểu như suy nghĩ á, xong rồi cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Ba kêu chị chạy đi mua nhang liền. Đó, chị mua về một bó nhang thơm mà cái loại ngắn ngắn vừa vừa nè, đưa cho ba. Thì tưởng đâu ba chỉ đốt vài cây thôi, ai ngờ ổng quất hết nguyên một bó luôn. Ổng nói nè, hít cho đã đi rồi xức ra, từ nay đừng có nhập vô vợ tao nữa nha. Nhập vô rồi trèo lên đó lỡ trợt chân té chết làm sao. Cái ba đốt xong cái cầm nguyên cái bó nhang cầm vô cái ly, để cái ly đó lên chỗ cái tủ ngay trước mặt mẹ luôn. Là bắt đầu ba ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt lại, cứ lấy hơi hít hà hít hà, vừa hít vừa nói thơm quá, ngon quá, ngon quá trời ngon. Mà ngộ cái là lúc mẹ hít một cái á, là cái cây nhang nó giật xuống một khúc nhanh lắm, chứ không phải như mình đốt mà nó ngúng từ từ đâu. Trời ơi, chị với cô Thảo đứng đó mà tay chân giận ốc hết. Chị ôm tay cô Thảo cứ ngắt luôn. Mới có, lúc cái giờ đó mới có 10 giờ mấy à, 10 giờ mấy trưa á, chứ đâu phải buổi tối đâu. Mà ma quỷ sao mà lộng hành hết biết. Cái hít xong được phân nửa cây nhang, cái mẹ ngã ra xỉu. Cha mới bắt cái ghế đứng lên trên tủ để kéo mẹ xích ra, rồi mới cô Thảo phụ một tay từ từ đưa mẹ xuống. Mẹ nằm đâu cỡ 12 giờ mấy mới tỉnh dậy. Hỏi mẹ nhớ chuyện gì hồi nãy không? Mẹ nói chỉ nhớ đang nằm ngủ rồi nghe cái mùi nhang thơm, làm như bên nhà hàng xóm đốt hay gì á. Vậy là chị với cô Thảo mới giấu luôn, đâu có nói ra cho mẹ nghe là mẹ bị quỷ nhập rồi trèo lên đầu tủ ngồi đâu. Mà thấy mẹ sốt, chị Ni mới chạy đi mua cháo chứ không dám cho ăn cơm. Thì ba thấy nó cái tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng, cũng như mọi bữa mẹ cũng nằm vậy đó, thì ba phải đi làm trở lại, tại vì sắp vô ca rồi. Chỉ có chị với cô Thảo ở nhà canh mẹ. Tội nghiệp cô Thảo bữa đó chạy qua chạy lại tiếp lao mình mẩy, rồi nấu nồi xong cho mẹ hạ sốt này kia. Vậy mà mẹ sốt liên tục 10 ngày luôn. Ba có chở mẹ đi mấy bác sĩ tư trong bệnh viện quen á để chích thuốc. Mà 10 ngày đó mẹ nói chuyện bình thường lắm, ăn cơm xong nằm xuống ngủ như mọi khi vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà hết sốt á, sau cái 10 ngày nó hết sốt thì trở thành một cái người lạ lắm. Buổi tối cỡ 8 giờ mấy rồi, ba nằm cái võng kế giường mẹ coi tivi, còn chị thì ngồi may đồ, vừa may vừa coi với ba luôn, kiểu như cái phim hay hay lâu lâu xen vô hỏi một câu hay cười cười vậy đó. Mà thường ngày cũng bắt y vậy, đâu có mẹ đừng đâu có vấn đề gì đâu, mẹ coi không coi mẹ cũng nằm nghe chứ đâu có nói gì. Tính mẹ dù ít khi ít nói, kiểu như giờ quạo dữ lắm nói nhẹ một vài câu thôi, chứ chưa bao giờ xưng mày tao với ai luôn. Nhưng mà không hiểu sao bữa đó mẹ nói nhiều, mà mẹ la lớn tiếng, mà cái giọng nó bị ồm ồm nặng nề đi, chứ không có giống mẹ, giọng của mẹ lắm. Kêu tắt hết đi, bắt trùm beng lên mệt quá trời rồi. Ba mới quay qua ba hỏi là ủa em sao vậy, phim đang hay mà. Mẹ nói tôi không muốn cha con ông coi, trùm beng nghe điếc cái lỗ tai muốn chết, tắt tivi rồi tắt đèn luôn đi, đi ngủ. Ba mới cự lại nói mới 8 giờ mấy mà tắt đèn cái gì, để con Ni nó mai đồ cho khách chứ. Mẹ nói đèn sáng chói mắt, tôi bị tai nạn nhìn ánh sáng không có được, ảnh hưởng tới con mắt của tôi, nó muốn mai thì sáng mai mai, nếu mà cha con ông không tắt á, là tôi ra nhà sau tôi ngủ á. Ba mới nói thôi Ni ngủ đi, đi ngủ đi con, sáng mai rồi mai tiếp, mẹ mày bệnh ráng chịu bản chút. Rồi ba mới tắt đèn rồi chui vô mùng nằm ngủ với mẹ. Thì sáng ra chị Ni mới dậy thức sớm, mở cửa kéo màn ra, nhưng mà lại mẹ lại la tiếp, đừng có mở cửa sổ của tao, con mắt tao không có nhìn ánh sáng được. Thì chị cũng nghe theo, chị mở duy nhất cái cửa chính thôi. Nhà chị thì thường buổi sáng là đi ra quán mua đồ ăn chứ không có nấu ở nhà, chỉ có bữa trưa mới nấu thôi. Trưa đó là chị mần gà luộc khắp nước mắm cho chị với ba ăn, còn mẹ thì ăn thịt kho trứng với lại canh cải. Chị mới bưng mâm cơm lên tới giường kêu mẹ ăn đi thì mẹ la, đem xuống dưới đi, tao xuống tao ăn, tao què chứ đâu có liệt đâu mà bưng lên đây. Cái tự nhiên nghe nói vậy cái chị thấy sai sai rồi ha. Lúc đó chị ngạc nhiên, ủa sao lại mẹ nói tao què là sao, trong khi mẹ bình thường đâu có què hoặc gì.
Tới chừng mẹ bước xuống đi á, chị để ý thấy cái chân mẹ đang đi cái kiểu khập khiễng, chân thấp chân cao. Chị mới hỏi ủa chân mẹ bị gì. Cái mẹ nói là tao nằm chỗ ít đi lại nó tê mỏi thôi chứ gì. Ba nói em nằm một chỗ lâu quá vậy đó. Ăn cơm đi rồi anh dẫn em đi vòng vòng ra sau nè, nhìn cảnh vật, hít thở không khí cho nó thoải mái. Thì xong mẹ mới lợi ngồi bàn mẹ ăn cơm. Mà khi nhìn ra cái cửa sổ là mắt mẹ nhăn lại, hai mí mắt cứ hiếp hiếp không có mở bự được. Mẹ mới quay qua chỗ khác ngồi để tránh cái ánh sáng đó đi. Khi nhìn xuống mâm cơm, cái tự nhiên mẹ mở mắt bự lên. Trời ơi, bữa nay có thịt gà nữa hả? Cái này phải thịt gà không? Bà nói thì thịt gà chứ gì. Đó. Mẹ mới nói là sao mà không để bên đó cho tôi ăn chung mà để bên đó cha con ông ăn riêng vậy? Tham ăn với tôi quá hả? Bà mới giải thích. Bà nói em bị viêm xoang mà nào vợ có ăn thịt gà đâu mà đưa cho em. Đó. Với lại mới bị tai nạn ảnh hưởng tới cái đầu, nên cứ ăn mấy cái này đi cho nó lành. Mẹ nói không, tôi khỏe rồi, hết viêm xoang gì rồi. Tôi ăn để bồi dưỡng sức khỏe mà hồi phục. Khỏe rồi tôi mới làm công chuyện, rồi buôn bán trái cây tiếp cha con ông được. Cái mẹ lấy đũa gắp thịt gà ăn, mà ăn nuốt ực ực ực, nhìn thấy ngon lắm, như kiểu đói khát từ đời nào. Trong khi nào giờ mẹ đâu có ăn thịt gà, nhà nuôi biết bao nhiêu mà đâu có đụng tới bao giờ. Ăn xong cái mẹ trở lên giường nằm ngủ. Ba có kêu là ba dẫn đi ra ngoài chút cho vận động cho máu huyết lưu thông, nhưng mà mẹ nhất quyết không là không. Nói tôi buồn ngủ rồi, thấy ánh sáng là tôi chóng mặt, tôi nhức đầu dữ lắm, không có đi. Rồi mấy cái bữa liên tục sau, mẹ liên tục đòi ăn gà luộc, rồi đòi ăn mắm chưng, mắm sống, đòi ăn mấy món độc độc mà trước giờ mấy cái món đó mẹ không bao giờ đụng tới. Không làm cho ăn là chửi, chửi mà từ từ thành chửi tục luôn. Ba mới nghi là bị cái con quỷ hôm bữa nhập vô. Ba mới hỏi là mày nhập vô vợ tao để đồ ăn cái này cái kia phải không? Hôm bữa đồ ăn nhang tao cho rồi, ăn rồi thì đi chứ, sao mà nói không giữ lời vậy? Cái mẹ trố mắt nhìn ba, mới nói ông nói gì vậy? Quỷ nào nhập? Tôi là Nhung vợ ông nè. Ba mới hỏi sao vậy bà, sao nói chuyện nghe giọng ồm ồm kỳ vậy? Mẹ nói là tại tôi nằm lâu quá không nói chuyện với ai, khô cuốn họng khan tiếng, cái giọng nó vậy đó. Mà ba để ý cái lúc mẹ trả lời ba là cũng bình thường lắm, mắt không có liếc ngang liếc dọc, con không có cười cười như hôm bữa nữa. Cái ba cũng nói vậy chắc không phải quỷ nhập đâu. Có điều mẹ nói chuyện hơi nó nhiều hơn, kiểu bậm trợn tục tiểu hơn, rồi đòi ăn mấy cái món kỳ cục. Ba với chị mới nói với nhau là chắc mẹ bị tai nạn. Rồi cái bữa vô máu á, là vô nhầm của con cha cả chấn nào rồi, cho nên giờ mới vậy. Thì cái câu chuyện nó cứ kéo dài y như vậy cho tới khoảng tháng ngoài sau. Mà ban đêm á nha, ba bắt đầu để ý, nếu khoảng 11 giờ tới 1 giờ là mẹ hay dở mồm đi. Mà đi nhẹ nhàng lắm, vừa đi vừa quay qua dòm coi ba có phát hiện không. Đi cái kiểu khum khum lén lút, rồi thêm cái cặp chân khiển nữa, nhìn nó kỳ cục lắm. Tại vì cái chỗ cửa buồng giáp với đường xuống sau á, thì có bắt cái bóng đèn, cho nên là đi một cái là ba thấy liền chứ lén làm chi nữa. Nếu mà ba thức, ba mới nói trong bụng là trời ơi, đi vệ sinh thôi mà làm gì mà lén lút thế ghê vậy, làm như ăn trộm vậy. Tới hồi vô mẹ cũng đi nhẹ nhàng y như vậy luôn, dở bùm nhẹ nhẹ chui vô, nằm xuống tiếp. Mà cái lúc mẹ mới vô, ba ngửi thấy cái mùi gì nó tanh tanh, nhưng mà thấy mẹ nhắm mắt ngủ rồi ba cũng không có hỏi. À, rồi sáng ra chị với ba mới phát hiện là ở ngoài chuồng gà mất 3 con. Thì thấy gà mất á, biết tại số lượng mình nuôi mình biết mà, thì mất nhưng mà chứ không có thấy cái xác đâu, kiếm tùm lum mà không thấy. Tại vì với lại cộng thêm là thấy trong chuồng nó có cái vệt máu nó nhiễu, mới tưởng là con chó nào đó nó vô, nó con chó hay con mèo gì đó vô nó ăn thịt rồi nó tha đi. Nhưng mà tới khi mẹ thức dậy á, mua đồ ăn sáng rồi kêu mẹ xuống ăn, thì mới thấy trên cổ áo của mẹ cũng có dính máu. Chị Ni mới hỏi ủa sao mẹ áo mẹ dính máu gì mà, mẹ bị thương ở đâu hay là chảy máu mũi? Thì lúc đó chị hỏi chỉ với tâm trạng là lo lắng thôi,
mày nói tao không bị gì hết á, mày kể tao đi. Còn ba thì ba chỉ ngồi ăn sáng thôi chứ ba không nói tiếng nào. Bắt đầu tới khuya, cũng chừng 11 giờ mấy, lại ba thấy mẹ lại lén dở mùng chui ra, rồi nhẹ nhàng đi như ăn trộm vậy đó. Ba chờ mẹ đi vòng xuống sau, ba cũng bắt đầu chui ra. Ba vô phòng ba kêu khiều chị Ni, nói mày đi theo tao nè. Chị với ba mới đi rình, thì trời đất ơi biết mẹ làm gì không. Mẹ đi vô chuồng, chuồng gà, đưa hai tay chụp liền con gà. Mới đầu mẹ cắn ngay cổ, xong rồi liếm máu mà nút nghe chốc chốc vậy đó. Xong rồi ăn tới xác, nhai nguyên con gà luôn. Trong chuồng thì có đốt một cái bóng đèn mà nó lu lu thôi chứ nó không có sáng lắm, nhưng mà đủ để thấy những cái hành động mà mẹ đang làm. Không thể nào mà nhầm được đó. Thấy mẹ vậy là chị Ni khóc. Ba mới bụm miệng chị, kéo chị vô nhà. Ba nói là bị quỷ nhập nữa rồi, đừng có nói hay làm gì lớn tiếng để nó phát hiện ra là mình biết, để ngày mơ ba đi kiếm thầy về trị nó. Thì ba với chị vô nhà, thì một lát sau mẹ mới vô. Ba cũng làm bộ nằm ngủ như không biết gì. Nhưng mà sáng bữa sau đó là ba không có kiếm được thầy. Thì tới bữa sau nữa đó, thì cách một ngày sau nữa, buổi trưa đi làm về, ba mới chở về một ông thầy. Thì khi ba nói là ông đó là ông thầy thì chị Ni mới biết, chứ ông mặc quần tây áo sơ mi bình thường như người ta thôi. Cái trước khi vô nhà ông cũng đi vòng vòng để ông xem, ông đưa mắt rồi còn đưa mắt nhìn ra ngoài lộ nữa. Chừng quay vô nhà thì chị mới pha nước trà mời ông uống. Cha mới nói là hồi nãy ở trên xe thì tôi kể cho thầy nghe rồi đó. Bữa hổm vợ tôi trèo lên tủ ngồi xếp bằng ở trên, nói là con quỷ ngoài đường lộ. Rồi nó nhập vô rồi đòi hửi nhang này kia đòi thờ nó. Tôi nói thờ thì không có được, tôi chỉ cúng nhang thôi. Nó đồng ý cho nên tôi đốt nhang nguyên một bó cho nó hửi luôn. Mà bây giờ nó nhập lại vô người vợ tôi mà nó còn đi ăn gà sống vậy đó. Giờ thầy có cách nào giúp tôi chứ tôi rầu quá, không biết vợ tôi có sao không. Nó ở trong xác vợ tôi biết bao lâu vậy đó. Rồi vợ tôi đâu rồi, còn sống hay là không? Ông thầy ông mới nói bậy rồi. Cái con nữ quỷ hôm bữa nó hết nhang xong là nó đi thiệt, chứ nó không có nhập vô nữa. Hồi nãy vô đây tôi thấy nó còn ngoài đường kia kìa. Còn cái con mà nhập vô người vợ cậu á, cả tháng nay ngoài, là một con quỷ khác, quỷ nam. Mà biết ở đâu ra không? Là nó ở cái bệnh viện chỗ cô làm á. Hồi xưa nó bị tai nạn chết, cách đây cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà không có người nhà, rồi không ai thờ cúng hết, nên nó cứ lang thang thành quỷ đói. Nó đi theo cậu lâu lắm rồi, nhưng mà nó không có nhập vô được, tại vì cậu mạnh. Rồi nó thấy vợ cậu bị tai nạn, sức khỏe yếu, mà hay nằm ngủ ly bì nữa, nó mới nhập vô để nó kiếm ăn. Thì bây giờ là cái lúc ngủ là vẫn là vợ cậu, còn cái lúc thức là nó nhập vô rồi đó. Nó cứ nhập ra nhập vô chứ nó không có nhập luôn được, tại vì nó chưa đủ công lực. Bây giờ vậy, bây giờ chờ nó nhập vô đi rồi tôi kêu nó ra liền. Nó mà không ra là tôi dùng lửa tôi đánh á, bị nó sợ ánh sáng lắm, cậu yên tâm đi. Đó, ông thầy nói vậy. Thì một lát sau mẹ trở mình dậy, là ông thầy ông nhướng mắt với bà nè. Ông nói là con quỷ nhập vô rồi đó. Thì mẹ ngồi dậy, mẹ vươn vai một cái vừa thấy ông thầy ha, bò tuốt vô trong phía mé mé trong giường luôn, ngồi ôm gối mà rụt rè, làm như sợ lắm. Ông thầy mới ông mới nói là có gì đâu sợ, lại đây nói nghe nè. Cái mẹ mới từ từ lết lại. Sợ ông thầy ông nói chuyện nhẹ nhàng lắm, kêu là bây giờ thôi ra đi, người ta cúng cho ăn uống, chứ người ta đang bệnh, mượn xác người ta về hoài tội nghiệp lắm. Đó. Thì bắt đầu con quỷ nam ở trong xác mẹ nó mới nói là tôi không có ra đâu, đi ra rồi không có nhà để về, rồi không cha không mẹ, không có ai cúng kiến cho ăn hết á. Tôi đói khát lắm, tôi thích được ăn thịt gà. Hồi còn sống tôi cũng hay mua gà ăn lắm. Bữa nào mà không đủ tiền mua là tôi đi ăn cắp của người ta, mới bị người ta đánh què chân nè. Cho tới cái lúc bị tai nạn chết á, chân tôi còn khập khiễng chưa có lành nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được ở đây để được sống, được ăn uống mỗi ngày thôi, chứ cúng có một lần ăn rồi tôi cũng đói nữa. Ông thầy mới nói bây giờ cậu ra đi,
Tôi hứa là dẫn cậu về chùa thờ, cho cậu ăn uống hàng ngày luôn. Đó, có nhà có cửa đàng hoàng. Hàng ngày còn được nghe các sư tụng kinh, được ngắm nhìn cảnh đẹp, đẹp hơn ở nhà này nữa. À, nó mới ngồi im, kiểu như suy nghĩ. Rồi một lát lâu lắm nó mới gật đầu đồng ý. Ông thầy mới đốt một cái lá bùa hòa với tàn tro vô nước cho mẹ uống. Thì uống xong mẹ ngồi dựa vô thành giường rồi cái từ từ nhắm mắt lại. Y như là từ từ đi vào một giấc ngủ vậy đó. Hồi sau mẹ mới mở mắt ra. Mẹ thủ thỉ kêu là nhức đầu chóng mặt, rồi đau họng, đau bụng, ê ẩm. Nói chung đau đủ thứ chỗ mà nói hết luôn. Mà mẹ nói chuyện nhỏ xíu à, như muốn hết ra tiếng luôn vậy đó. Bà thấy mẹ yếu quá à, mới tính đưa mẹ trở vô trong bệnh viện. Nhưng mà ông thầy ông cản. Ông nói không sao đâu. Bây giờ tôi chỉ cậu vậy nè. Cậu thỉnh tượng Phật Quan Thế Âm về thờ đi, để mà được Phật che chở. Rồi thỉnh luôn thần tài thổ địa về nữa. Nhà thì ở ngay mặt tiền, gần như cái khúc đường hay xảy ra tai nạn. Dòng vía đầy nhóc hết trơn à, mà không có thờ cúng cái gì hết. Có thần tài thổ địa thì người ta giữ nhà giữ đất, chỉ lập một cái miếu ở ngay chỗ góc ngoài đường đó cho con quỷ nữ kia, để nó được hưởng hương khói mà nó không có đi quậy nữa. Nó là quỷ nhưng mà thật ra nó đáng thương lắm, không có ghê sợ như mình hay coi trong phim đâu. Đó, thì tới bây giờ chị Ni mới biết là vì sao lúc trước mà gia đình chị hay gặp chuyện này chuyện kia rồi. Tại nhà ngay mặt đường ra vô mà không có thợ gì hết, ma quỷ bên ngoài vô phá. À, ba mới đi làm hết theo những cái gì mà ông thầy chỉ dẫn. Thì từ đó về sau mẹ không có gặp vấn đề gì tâm linh nữa. Tuy nhiên là sức khỏe của mẹ đã hồi phục rồi, nhưng mà cũng yếu đi hơn so với cái hồi chưa gặp tai nạn. Thì vẫn định kỳ đi tới bệnh viện để mà lấy thuốc uống vậy đó, cho tới giờ luôn. Đó là cái câu chuyện của chị Ni gặp phải ngay chính trong gia đình mẹ của chị gặp phải. Câu chuyện rất là ly kỳ ha. Bởi vậy tại sao chúng ta nhiều người giống như đôi khi người ta nói sắp tới dần dần thì những cái yếu tố về tâm linh hay là những cái câu chuyện trong Phật giáo thì nó sẽ hòa hợp được với khoa học. Nó cũng sẽ có một cái điểm chung nào đó. Đó là tại vì giống như người ta khi mà người ta dần ai cũng muốn rèn luyện sức khỏe để mình khỏe mạnh hơn, thì đó là một cái tốt. Muôn đời người ta nói là phải vận động, phải có sức khỏe. Thì đối với khoa học thì có sức khỏe thì tránh được bệnh tật này kia. Còn đối với tâm linh thì mình khỏe mạnh trong người thì sẽ tránh được bị những cái thế lực cõi âm phạm vào người mình. Đó là một cái điểm chạm giữa hai thứ mà Huy nghĩ là mà trước đây người ta nghĩ là sẽ không bao giờ liên quan với nhau. Chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây. Cảm ơn chị Ni đã gửi một câu chuyện rất hay về cho kinh cũng như cho bà con khán giả của kinh. Hẹn gặp lại quý bà con ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.